Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mọi anh em đã đến với channel của mình. Mình là LHT, Robot. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video có liên quan đến con robot mới. Thì cái con robot này nó đã ra ở trong cái server test được khoảng hơn một tuần rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ mình mới có dịp để mà mình làm video về con robot này nha. Thì con robot này nó có tên là Ochokochi. Đấy, thì là một con robot lấy ý tưởng từ Titan Minos anh em ạ. Nghĩa là con này nó sẽ có tạo hình na ná như con Minos, cũng như là cái kỹ năng nó cũng giống như vậy nha. Đấy, thì về bề ngoài thì con này nó giống như một con dê anh em ạ. Đấy, có hai cái chân thì giống như con Titan Minos, nhưng mà cái phần đầu thì giống con dê nha. Đấy, khe vũ khí thì sẽ được trang bị là hai khe hạng trung và hai khe hạng nhẹ. Đấy, về phần kỹ năng thì robot này sẽ thuộc thể loại là robot cận chiến nha, với cái khả năng là cho phép nó tăng tốc độ khi kích hoạt kỹ năng và tạo ra một cái làn sóng từ trường xung quanh gây sát thương cho những kẻ địch mà ở gần nó. Đấy, nhưng mà khi chúng ta kích hoạt cái khả năng này thì cái con robot nó sẽ khó điều khiển hơn. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta kích hoạt cái kỹ năng lướt chạy nhanh ấy, thì robot sẽ chuyển hóa tất cả những cái sát thương mà kẻ địch gây ra cho nó trong cái thời gian kỹ năng trở thành hiệu ứng thiêu đốt. Nghĩa là cho dù chúng ta có nhận cái sát thương từ vũ khí loa hay là bất kỳ vũ khí sát thương nào thì chúng ta cũng chỉ là nhận cái sát thương thiêu đốt chứ không phải là nhận sát thương xám nha. Đấy, cho nên mình đánh giá thì nó sẽ khá là mạnh, nó sẽ chuyển hóa sát thương thành thiêu đốt. Đấy, còn thời gian của thiêu đốt thì là 6 giây, thời gian hậu chiêu là 12 giây. Nhưng mà robot này thì nó sẽ có một cái khả năng bị động, đó chính là bảo vệ chống ăn mòn. Nghĩa là cái con robot này nó sẽ giảm sát thương của thiêu đốt. Đấy, cho nên là mình nghĩ nó sẽ khá là mạnh nha. Đó, rồi giảm sát thương mà thiêu đốt nó bị nhận vào. Trang bị đề xuất thì là 2 Scepter và 2 Splinter. Đấy, còn về phần độ bền thì con robot này có cái độ bền cũng tương đối cao ở cái mức level max. Thì cái mức level này là ở trong cái phiên bản test thôi, là 400.000 máu. Đấy, chứ mình cũng không biết là vô cái bản chính thức thì nó sẽ cho bao nhiêu nha. Đấy, một tốc độ di chuyển thì là 50 km/h. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi đến vũ khí. Đầu tiên là khẩu Scepter. Thì đây là một cái vũ khí mới. Đấy, nó có sát thương cũng tương đối cao nha anh em. Đó là cái khẩu hạng trung. Nó là thuộc loại shotgun và nó bắn theo sát thương vật lý hay năng lượng mình cũng không rõ nữa. Một tí nữa vào trận mình sẽ cho anh em xem nha. Tại vì ở đây nó có default là biểu tượng khiên năng lượng, là khiên vật lý nè. Đấy, như là khiên vật lý nè. Đấy, có thời gian nạp đạn là 6 giây, tầm bắn là 500m, sát thương thì đánh giá cao nha. Tiếp theo là khẩu Splinter, thì là khẩu hạng nhẹ, sát thương thấp hơn và nó cũng tương tự như cái khẩu chung thôi. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thêm một con drone mới là Hiruko. Thì con drone này nó sẽ có những cái khả năng vô cùng bá đạo luôn anh em. Đấy, đầu tiên á thì cái con drone này nó sẽ có một cái vũ khí giống như là cái bộ Scepter giống như nãy. Thì cái bộ vũ khí của con drone này nó sẽ tích được khá là nhiều hiệu ứng anh em. Đấy, và nó nạp được là 25 lần giới hạn nha. Thì nó sẽ nạp được hiệu ứng làm chậm sát thương là 15.000 trên một chip, tầm bắn là 500m, thời gian của hiệu ứng làm chậm là 5 giây. Sức mạnh của cái hiệu ứng thì là 3%. Đấy, thời gian nạp lại thì là 6 giây, hiệu quả thì là vĩnh viễn nha. Đấy, còn cái skill thứ hai thì con Hiruko này nó sẽ tăng cái độ bền của con robot nha. Còn cái skill thứ ba của con drone này thì mình cũng không hiểu lắm nữa. Nó có nghĩa là khi mà chúng ta
kích hoạt một cái module hoạt động, ví dụ như module quần áo, module mắt soi hay ship hay là gì đó, thì robot này sẽ được tăng 40.000 độ bền tối đa và sẽ nhận vào cái lượng kill đốt, nghĩa là khi mà kích hoạt cái module này thì drone sẽ gây sắc phong kill đốt ngược lại cho chúng ta, thì chúng ta sẽ được tăng 40.000 độ bền đấy. Và cái sát thương kill đốt của nó sẽ là 320 máu trên giây, thì thời gian của cái kill đốt này là 5 giây nha. Đấy, thì cái skill này nó có nghĩa là sẽ tăng sát thương cho robot. Và ngoài ra thì khi robot nhận hiệu ứng kill đốt, nó sẽ nạp cái stack tăng sát thương cho robot, đại loại là như vậy. Đấy, thì drone này mình đánh giá nó khá là bá nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào vài trận gameplay của con robot như là drone mới này để xem coi nó như thế nào nha. Ok, thì vừa vào mình sẽ ra cái con robot này luôn. Đấy, và mình sẽ sử dụng cái bộ vũ khí mới cũng như là drone mới nha. Rồi, thì mình đánh giá thì cái tốc độ di chuyển cơ bản của con drone này khi mà chúng ta lắp cho nó cái module Immunity and Fear thì mình đánh giá nó cũng đi cũng được, cái này mà cũng ổn, không phải là quá nhanh. Nhưng mà khi mà chúng ta kích hoạt kỹ năng thì nó sẽ di chuyển rất là nhanh nha. Nhưng mà bây giờ thì mình chưa cần phải kích hoạt kỹ năng gáp đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ kích hoạt kỹ năng này. Ở đó là một cái bạn robot Scorpion với full cái module Last Stand. Thì khi mà chúng ta kích hoạt kỹ năng thì ngoài cái việc mà chúng ta tăng tốc độ di chuyển lên thì con robot của chúng ta sẽ bị nhiễm sát thương xám giống như robot Revenant vậy. Thì nó sẽ hoạt động theo cơ chế là hóa tất cả sát thương nhận vào thành sát thương hero, nghĩa là chúng ta cũng sẽ nhận cái lượng sát thương tương tự như là cái sát thương của cái địch gây ra, nhưng mà nó sẽ là thiêu đốt chứ không phải là sát thương xám nha anh em. Đấy, thì bên cạnh đó mình sẽ liên tục kích hoạt cái module Unstable Cadence để mà chúng ta có thể tăng 40.000 độ bền. Anh em có thể quan sát là mình kích hoạt càng nhiều thì độ bền của con robot này nó sẽ càng tăng nha. Đấy, càng bởi vì con Ochokochi này nó miễn nhiễm với hiệu thiêu đốt, cũng không phải là không, nó nghĩa là nó giảm sát thương hiệu đốt đây nè. Đấy, nó chống hao mòn từ cái sát thương hiệu đốt, cho nên là nó sẽ rất là hợp khi chúng ta sử dụng cái con drone mới này. Đấy, cái cơ chế bắn đạn của cái khẩu sát thương mới là nó như vậy đây nè. Tầm bắn là 500m, bắn xong thì chúng ta sẽ nạp đạn lại trong khoảng 5 giây nha. Đây này có thể thấy nó bắn một đường thẳng thôi. Đấy, mình đánh giá thì sát thương nó cũng không phải là quá cao đâu. Bây giờ mình sẽ chờ thời cơ tới lao lên để mà tiêu diệt cái bạn Lancelot ở đây. Đấy, tiêu diệt cái bạn Lancelot. Ở đây có một bạn Lin này nè. Thì cái con drone mới này nó có cơ chế bắn cũng tương tự như vũ khí mới thôi. Đấy, thì mình đánh giá thì cái ngoại hình của con robot mới thì nó cũng tạm ổn nha. Còn về cái sức mạnh thì cũng khá là bá đạo, nhưng mà mình nghĩ nó không phải là quá tăng đâu, bởi vì nó chỉ là biến thành sát thương hiệu đốt chứ nó không có tăng hệ thống phòng thủ hay là reflector hay là fuse. Nó chỉ là biến tất cả sát thương nhận vào thành hiệu đốt trong cái thời gian nó kích hoạt kỹ năng thôi. Đấy, ở đây có một bạn Revenant này. Mà độ bền của mình là bây giờ vài trăm nghìn máu rồi, cho nên mình chả sợ bạn ấy đâu. Đấy, ở đấy ở sau bạn Revenant còn có bạn Ares nữa. Ares này, rồi sẽ mình nghĩ trận này chưa kết thúc anh em, vẫn còn robot nha. Đấy, thì anh em có thể quan sát thì cái con robot này nó sẽ chơi một cái cơ chế, đó chính là chúng ta sẽ kích hoạt kỹ năng để mà chuyển hóa tất cả những cái sát thương chúng ta nhận vào thành cái sát thương thiêu đốt và lao đến cái địch sử dụng cái bán kính gây sát thương nha. Mà trong khi kích hoạt kỹ năng thì sẽ khá là khó kiểm soát cái tốc độ di chuyển của con này, bởi vì nó di chuyển quá nhanh cho nên chúng ta không thể mà chúng ta điều chỉnh hướng đi dễ dàng được. Đấy, anh em có thể quan sát thì robot nó sẽ tạo ra một cái từ trường xung quanh và đẩy lùi mình, nhưng mà ở thời điểm hiện tại game họ chưa tạo ra cái từ trường nha. Nó giống như một cái từ trường tàng hình vậy, nó sẽ gây sát thương cho kẻ địch nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cái bán kính của nó nha. Đấy, anh em có thể quan sát là mình hất bạn robot kia bay tít tê tận lần kia luôn. Đấy, thì nó hất giống như Minot vậy anh em ạ, cái chân giống Minot này.
có sừng cũng giống Minot, nhưng mà cái sừng lại giống con dê này, mà là giống Minot về cái việc là có sừng, nhưng mà cái sừng thì lại giống con dê, nhưng chứ không phải giống con Minot đâu. Đấy, vũ khí là hai chung với hai nhẹ thì mình đánh giá cũng tầm trung đấy, nhưng mà cũng không phải là quá yếu đâu, đánh cũng đau đấy. Thì mình sẽ tấn công cái bạn Arthur này bằng cách là mình bắn từng viên một nha. Đấy, bắn từng hit thì nó rất là chán luôn. Mình sẽ bắn liên hoàn shot luôn này nè. Đây, Muromet hả? Ráng một băng này mình sẽ tiêu diệt cái bạn Muromet này luôn nha. Muromet này, rồi. Bây giờ mình sẽ tấn công tới cái bạn Titan Arthur. Nào Arthur à. Ây, ơi trời ơi, không xin nhê mình đâu. Tí mình kích hoạt kỹ năng thì mình lại biến tất cả sát thương thành hưu đốt và không nhận sát thương xám trong thời gian kích hoạt kỹ năng nha. Này, thay phần nữa, rồi godlike luôn. Nào, còn bạn nào nữa không nào? Còn một bạn nữa. Đấy, thì chú ý trong video này, mình cảm thấy con robot mới Ochokochi này á, nó sẽ thiên về cận chiến và có thể miễn nhiễm sát thương với một số vũ khí bá đạo như là Reaper, hay là bộ vũ khí loa như Devastator, Havoc, hay là một số vũ khí khác nữa. Đấy, thì mình nghĩ đó chính là cái sức mạnh bá đạo của con robot này. Ui, phiên bản vẫn còn robot anh em ạ, vẫn chưa có đài con robot nha. Thì cái control mới nó hoạt động theo cơ chế là kích hoạt modem thì sẽ được tăng độ bền tối đa của robot, nghĩa là nếu chúng ta có nhiều pin năng lượng thì chúng ta có thể kích hoạt thoải mái, còn nếu chúng ta không có nhiều pin năng lượng thì chúng ta nên hạn chế kích hoạt lại. Đấy, anh em có thể quan sát cái độ bền của mình ở thời điểm hiện tại là 800.000 máu, đã tương đối là trâu bằng Titan rồi anh em ạ. Đấy, cho chúng ta có thể thấy được là cái độ bá đạo của con Tron mới, cũng như là cái sức mạnh miễn nhiễm cái sát thương xám của con robot này. Đấy, thì tụi nó đi với nhau theo một cái combo luôn, robot, vũ khí và Tron tất cả đều là dành cho nhau, cũng giống như cái con robot Ocean với bộ Laybreed và cái con Tron Sai thì nó cũng là một combo với nhau đấy. À, đây có bạn Orpheon này, sẽ tấn công này. Cái vũ khí shotgun này thì mình đánh giá nó cũng không phải là quá cao, nhưng mà nếu chúng ta tấn công ở cái tầm gần thì nó sẽ mạnh nha. Đấy, cái skill của con robot này nếu chúng ta kích hoạt hai lần á thì nó sẽ mất cái skill nha, do là mình nó bị lỗi cái skill hay sao ấy anh em ạ. Mình kích hoạt cái skill một cái là nó sẽ mất luôn cái skill luôn. Đấy, mình cũng không hiểu nữa. Đấy, nhưng mà bạn Ophion này sẽ không kill được mình đâu. Đấy, mình còn trâu lắm bạn ơi. Độ bền mặc dù của mình, cái độ bền này ở thời điểm hiện tại của mình mặc dù là còn rất là thấp thôi, không cao, nhưng mà nó vẫn cao hơn lúc mình vừa vào trận nha anh em. Đấy, thì nếu mà mình mà sửa được cái máu xám nhờ cái tàu mẹ Paladin nữa thì nó cực kỳ mạnh nha. Mình đánh giá con này cao ở cái mảng trâu bò, cũng như là cái khả năng khắc chế những cái bộ vũ khí Reaper. Do là Reaper tấn công con này á, nó sẽ không die liền đâu anh em à, mà nó sẽ chuyển hóa thành cái lượng thiêu đốt, chỉ cần anh em lắp modem repair Ampere hoặc là cái unstable credit anh em sửa chữa độ bền thì nó sẽ hoàn toàn vô hiệu hóa luôn. Đấy, như anh em có thể thấy, bạn Titan rút này bạn ấy xấy nguyên một băng đạn lo vào mình, nhưng mà mình đã chuyển hóa tất cả những cái sát thương bạn rút ấy gây ra thành cái sát thương thiêu đốt, thành ra là mình chả mất bao nhiêu là máu xám cả. Đấy, rồi bạn rút này bạn có ý định kill mình à? Không dễ đâu, mình kích hoạt kỹ năng lên, đúng rồi, Titan Slayer, mình đã tiêu diệt bạn ấy bằng cái bán kính từ trường của mình, nó tên là Stamp Page. Đấy, ok, thì trong video này mình chỉ review cũng như là chơi thử con robot mới và drone mới thôi. Đấy, thì cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh của mình nhé. Còn bây giờ mình tạm biệt tất cả anh em.